Thực tiễn Việt Nam bác bỏ cáo buộc về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Đến hẹn lại lên, năm nay, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF Mỹ tiếp tục công bố về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Như mọi khi, báo cáo của USCIRF ghi nhận một số tiến triển tích cực trong việc đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Tuy nhiên, nó vẫn đi vào điệp khúc cũ, cách thức phản ánh méo mó, sai lệch, y như cũ, nhằm dìm xuống mọi thành tựu, nỗ lực đảm bảo tự do tôn giáo của Việt Nam, để hướng tới mục tiêu cũ là vẫn tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Vậy nên, không có gì là lạ, khi USCIRF tung ra báo cáo thì các trang mạng như RFA, BP, SOS, Việt Tân lập tức khoe khoang về thành công vận động và cung cấp tư liệu cho USCIRF của họ và giáo diết vận động các hội nhóm cá nhân chống đối trong nước tin tưởng vào sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ, tiếp tục thu thập, cung cấp các tư liệu để chúng tiếp tục sản xuất báo cáo cung cấp tư liệu đó cho USCIRF sử dụng. Tuy nhiên, thực tiễn về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được báo chí truyền thông trong nước ghi nhận, phản ánh khách quan với dữ liệu, số liệu chi tiết cụ thể. Hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ, trong đó có khoảng 2,8 triệu người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước, hơn 54.000 chức sắc, trên 144.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Việt Nam cũng là quốc gia có hệ thống tín ngưỡng vô cùng phong phú với 50.703 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có khoảng 3.000 di tích gắn với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có một số di tích đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới. Trong năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho hai tổ chức Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Hội Thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam. Quyết định chấp thuận đề nghị thành lập Viện Thần học Baptist Việt Nam. Như vậy, tính đến tháng 12 năm 2023, nhà nước đã công nhận 38 tổ chức tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho 2 tổ chức và 1 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo, có gần 4.000 điểm nhóm được chính quyền địa phương cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó có 67 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Riêng Đạo Tin Lành từ năm 2021 đến năm 2023 ở các tỉnh phía Bắc đã chấp thuận thêm 170 điểm nhóm, 6 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 5 tỉnh Tây Nguyên chấp thuận 11 tổ chức tôn giáo trực thuộc từ các điểm nhóm đã được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trước đó. Đến nay, ở Việt Nam có hơn 1,2 triệu người theo Đạo Tin Lành, trong đó có khoảng 873.700 tín đồ là người dân tộc thiểu số. Các chức sắc, tín đồ, các tôn giáo ở Việt Nam đều được đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tự do thực hành các lễ nghi, tôn giáo, biểu hiện đức tin. Trong năm 2023, nhà xuất bản tôn giáo đã xuất bản 2,4 triệu bản kinh sách, tài liệu liên quan bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và các tiếng dân tộc thiểu số. Nhà nước cũng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới cơ sở tôn giáo. Tính đến nay, số lượng cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đạt hơn 70%. Nhiều cơ sở thờ tự được xây dựng, tôn tạo khang trang, quy mô để tín đồ các tôn giáo an tâm sinh hoạt tinh thần. Điển hình như thành phố Hồ Chí Minh đã giao 7.500 m² cho Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam xây dựng Viện Thánh Kinh Thần học. Tỉnh Đắk Lắk đã giao hơn 11.000 m² đất cho Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột. Tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 ha đất cho Giáo xứ La Vang. Đối với các ngày lễ trọng, lễ hội truyền thống của các tôn giáo như lễ hội Phật đản của Phật giáo, lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh của Công giáo, Tin lành và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo lớn diễn ra như lễ hội Chùa Hương, lễ hội Chân Thăm Thơ Mây của đồng bào Khmer đều được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức, thăm hỏi, tặng quà, động viên và thu hút đông đảo sự tham gia của tín đồ, quần chúng nhân dân. Năm 2023, Ban Tôn giáo Chính phủ tạo điều kiện cho hơn 300 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo, tham gia hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài, tạo điều kiện cho 400 lượt người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tôn giáo. Việt Nam cũng đã hỗ trợ cấp phép cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức đăng cai các sự kiện tôn giáo lớn như Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc Vơ Sắc, Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì Hòa bình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ hội Xuân Yêu Thương của các hội thánh Tin lành Việt Nam. Trên diễn đàn quốc tế trong năm 2023, Bộ Nội vụ đã tiếp 14 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Trong đó, từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023, Đoàn Liên ngành và chức sắc tôn giáo do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đứng đầu đã thăm Hoa Kỳ để trao đổi về chính sách tôn giáo và thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.
đoàn đã làm việc với các đại biểu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, thống nhất cơ chế phối hợp trao đổi thông tin thông qua cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ và qua kênh đối thoại của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Về chính sách đối ngoại tôn giáo của Việt Nam từ năm 2023 đến nay, nổi bật là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Tháng 7 năm 2023, hai bên đã thống nhất quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú ở Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Zulewski làm đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tổng giám mục Marek Zulewski đã đến Việt Nam đảm nhiệm chức vụ này. Từ ngày 9 đến 14 tháng 4 năm 2024, Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và rất ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, tin tưởng vào mối quan hệ Việt Nam Tòa Thánh Vatican sẽ đạt được những thành tựu phát triển mới. Tại phiên họp cấp cao khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa qua tại Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tuyên bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Với những kinh nghiệm nỗ lực của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016-2023-2025, Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021 đã tạo tiền đề cơ sở để củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế trong việc ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi người dân, nhưng phải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Điều 18, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã nêu rõ, quyền tự do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình phải chịu các giới hạn, chẳng hạn như giới hạn được luật pháp quy định và các giới hạn cần thiết để bảo vệ an toàn, trật tự, sức khỏe xã hội hay tinh thần hoặc các quyền liên quan và quyền tự do của người khác. Vậy nên, việc các cá nhân tổ chức lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam để tuyên truyền phát triển các tà đạo, tổ chức hoạt động trái pháp luật như Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Tân Thiên Địa, Tổ chức Bất Hợp Pháp Dương Văn Mình, Dê Sùa, Bà Cô Dợ, Tin Lành Đấng Christ cần phải đấu tranh, ngăn chặn. Điều này cũng phù hợp thực tế chung của các nước nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.